Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình tuần này có những nội dung chính sau đây. Ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế. Theo dõi phản ứng sau tiêm vaccine phòng COVID-19. Đảm bảo an toàn thực phẩm phòng COVID-19. Bây giờ là phần nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay vấn đề phân loại và quản lý chất thải y tế được các cơ sở y tế nói riêng, toàn ngành y tế nói chung rất quan tâm, vì nếu không được xử lý đúng quy định, đây là mối đe dọa nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến các sinh vật sống khác. Quảng Nam là tỉnh đầu tiên trên cả nước được chọn tổ chức thí điểm diễn tập ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế. Sự kiện được diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hội An với sự hỗ trợ về chuyên môn, nhân lực, kỹ thuật của Cục Quản lý Môi trường Y tế và Trung tâm Ứng cứu Khắc phục sự cố hóa học, sinh học phóng xạ, hạt nhân khu vực miền Trung, Bộ Tư lệnh Hóa học. Buổi diễn tập được diễn ra với hai tình huống. Tình huống 1, sự cố chất thải rơi vãi do có đám cháy gần nhà lưu giữ, làm nhân viên thu gom ngất xỉu, thùng chất thải ngã đổ, nắp bung rơi vãi tung tóe chất thải, lẫn máu dịch ra khu vực xung quanh. Và tình huống 2, sự cố hệ thống xử lý nước thải bị hỏng, phục nước văng tung tóe ra xung quanh, làm nước thải chưa xử lý tràn ra môi trường. Đối với nội dung quản lý chất thải y tế, đây là một nội dung cũng không mới, tuy nhiên nội dung về ứng phó sự cố môi trường thì là một cái nội dung cũng khá là mới mẻ đối với cán bộ y tế. Đối với cán bộ về ngành chuyên ngành, ví dụ như lực lượng quân binh chủng về hóa học, rồi là các cái lực lượng chức năng khác, lực lượng môi trường, thì các bạn và các ngành, các đơn vị có thể là cũng đã làm quen. Tuy nhiên đối với một đơn vị cơ sở y tế thì những cái hoạt động này có thể nói rằng là cái việc nhận diện các nguy cơ, việc xây dựng kế hoạch, việc triển khai, tập huấn, hướng dẫn và thực hiện một cách thường quy thì nó cũng còn có những vấn đề bỡ ngỡ. Chính vì vậy là khi nhận được các cái nội dung yêu cầu và xây dựng kế hoạch thì Quảng Nam cũng đã xung phong và nhiệt tình là đặt vấn đề là tham gia diễn tập. Và thứ nhất là để rà soát lại tất cả các cái quy trình, các cái nội dung để hướng dẫn và trên cơ sở đó để hướng dẫn cho các đơn vị trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thứ hai là cũng đã tổ chức một cái buổi diễn tập như buổi diễn tập ngày hôm nay, và qua buổi diễn tập thì sẽ có những các cái vấn đề là chia sẻ thông tin và cũng như rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện để hình thành các cái kỹ năng cũng như là hoàn thiện các cái bước để chuẩn bị và tổ chức thực hiện. Khi diễn ra sự cố thì có thể là triển khai được ngay và không có các cái bối rối, cũng như các cấp độ ở mức độ sự cố môi trường khác nhau thì cũng sẽ được đặt ra để làm sao có sự phối hợp tại chỗ cũng như là của các đơn vị có liên quan và các lực lượng chức năng khi quy mô xảy ra một sự cố lớn có nguy cơ tác động trong khuôn viên cũng như là ngoài khuôn viên cơ sở y tế. Ở tình huống 1, đội diễn tập khẩn trương cứu hỏa, cấp cứu người bị nạn, cảnh báo và khoanh vùng cách ly khu vực xảy ra sự cố, phun khử khuẩn bằng dung dịch cloramin B 0,5 đến 1% clo hoạt tính, thu gom chất thải chuyển vào khu vực lưu giữ tạm thời, phun khử khuẩn toàn bộ khu vực bằng dung dịch cloramin B 0,5 đến 1% clo hoạt tính, vệ sinh khu vực sự cố, báo cáo và lưu giữ hồ sơ. Ở tình huống 2, đội sử dụng cát để ngăn chặn dòng chảy dẫn nước về vùng trũng, tạo thành hồ chứa tạm thời, đồng thời thông báo các khoa phòng khóa hệ thống nước đang hoạt động, hạn chế sử dụng nước, cảnh báo và khoanh vùng khu vực, thu gom chất thải vào thùng vàng, chuyển về khu lưu giữ chất thải y tế, khử khuẩn nước trong bể chứa tạm thời bằng dung dịch cloramin B 0,5 đến 1%, sau đó chuyển nước vào bể điều hòa để xử lý theo quy định, kiểm tra, đánh giá nguyên nhân, mức độ hỏng, sửa chữa khắc phục hệ thống thu gom chất thải, vệ sinh dụng cụ, phun khử khuẩn các bề mặt khu vực sự cố, báo cáo và lưu giữ hồ sơ. Qua buổi diễn tập này thì cái nhận thức và cái ý thức về phòng ngừa ứng phó với sự cố môi trường của cán bộ viên chức của Bệnh viện Đa khoa thành phố Hội An nói riêng và của các cán bộ y tế trên toàn tỉnh nói chung sẽ được nâng lên. Thứ hai nữa, qua buổi diễn tập này, cái kinh nghiệm về xử lý môi trường cũng như có về quản lý phối hợp trong công tác xử lý môi trường giữa các nhân viên y tế, giữa các phòng ban trong bệnh viện và các đơn vị liên quan được chặt chẽ hơn, góp phần thành công nếu có sự cố môi trường
nó không may xảy ra ở các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thật sự mà nói thì cái buổi tập huấn luyện này rất là mang lại rất là nhiều ý nghĩa đối với những người nhân viên y tế, đặc biệt là chị em hộ lý của chúng tôi. Mà qua cái bờ học này á thì mình rút ra nhiều rất là kinh nghiệm, mình để mình trôi dầu được nhiều kiến thức để sau này là mình có thế nào nữa mình truyền bá lại cho những đợt em sau. Cùng trong chuỗi hoạt động tại buổi hội thảo khoa học chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng kế hoạch và thực hiện diễn tập phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế, các đơn vị y tế đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn và thuận lợi để đưa ra các giải pháp tối ưu nhất trong xây dựng kế hoạch nhằm giảm thiểu nguy cơ sự cố môi trường do chất thải y tế. Nói chung ở bệnh viện Hội An, Đa khoa Hội An là bệnh viện hạng 3. Cho nên là cái cơ sở vật chất cũng như là trang thiết bị là thường là thiếu thốn. Cho nên là trang bị không đồng bộ. Và thứ hai là cái hệ thống mà xử lý rác thải nước thì thường thường là cái kinh phí, do kinh phí bệnh viện bị hạn chế. Cho nên thường thường là cái kinh phí cấp cho vấn đề để xử lý rác thải, mua những trang thiết bị và con người cũng như là những cái chế độ bồi dưỡng cho họ thì tất nhiên cũng có những cái thiếu sót nhất định. Kinh nghiệm là lớn nhất của chúng tôi là phải kiện toàn cho được cái bộ máy chỉ huy cũng như các tổ ứng phó. Vì thường thường khi sự xảy ra thì cái tổ ứng phó đó là sẽ rất là chậm. Thứ hai nữa là chúng tôi phải lên những phương án, những sự cố có thể xảy ra trong tương lai để mình lường trước. Và khi mà có xảy ra thì mình làm ngay, giống như cái cuộc diễn tập này. Sự cố môi trường do chất thải y tế là sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ, hỏng thiết bị xử lý chất thải, nước thải y tế, khí thải, làm phát tán chất thải lây nhiễm ra môi trường. Nếu không được xử lý đúng quy trình, sẽ là nguồn phát tán, lây lan bệnh, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và phát sinh dịch bệnh trong cộng đồng. Thưa quý vị, khi tiêm vaccine, tùy theo cơ địa của từng người mà có các phản ứng ở mức độ khác nhau như sốt nhẹ, đau mỏi khắp người, đau sưng tại chỗ tiêm, các triệu chứng sẽ thuyên giảm và khỏi sau vài ngày. Sau đây là nội dung thông điệp theo dõi phản ứng sau tiêm phòng vaccine phòng COVID-19. Từ theo dõi 28 ngày sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đặc biệt trong vòng 7 ngày đầu, liên hệ với đội cấp cứu lưu động hoặc đến ngay bệnh viện khi thấy một trong các dấu hiệu sau. Ở miệng, có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi. Ở da, có phát ban nổi mẩn đỏ hoặc tím tái, hoặc đỏ da, hoặc chảy máu, xuất huyết dưới da. Ở họng, có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó. Về thần kinh, có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, ly bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật. Về tim mạch, có dấu hiệu như đau tức ngực, hồi hộp đánh trống ngực kéo dài, ngất. Về đường tiêu hóa, có dấu hiệu buồn nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy. Đường hô hấp, có dấu hiệu khó thở, thở rít, khò khè, tím tái. Về toàn thân, thấy chóng mặt, choáng, say sẩm, cảm thấy muốn ngã, mệt bất thường, đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi, không do va chạm, sang chấn, sốt cao liên tục trên 39 độ C mà không đáp ứng thuốc hạ sốt. Những điều cần lưu ý: luôn có người hỗ trợ bên cạnh 24/24 giờ, ít nhất là trong 3 ngày đầu sau khi tiêm. Không uống rượu bia và các chất kích thích, nhất trong 3 ngày đầu sau khi tiêm. Đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ. Nếu thấy sưng, đau, đỏ, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm, đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Thường xuyên đo thân nhiệt, nếu sốt dưới 38 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn, uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng đồng hồ, cần thông báo cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Thưa quý vị và các bạn, đến nay dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp.
ngoài việc thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế, chăm sóc dinh dưỡng hợp lý và đảm bảo an toàn thực phẩm ngay trong mỗi gia đình cũng góp phần quan trọng nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh này. Thưa quý vị và các bạn, ăn uống là nhu cầu thường xuyên hàng ngày. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, mỗi người cần trang bị cho mình những kiến thức về an toàn thực phẩm để phòng chống dịch bệnh là rất cần thiết. Thứ nhất, khi đi ăn ở ngoài, nếu chúng ta đi ăn ở cửa hàng ăn hay hàng quán thì cần chọn những nơi thoáng mát, đủ ánh sáng, vệ sinh sạch sẽ, thùng rác có nắp đặt chân, có nơi rửa tay, đầy đủ xà phòng và nước sạch, không quá đông người cùng một lúc, đảm bảo khoảng cách an toàn, mang theo dung dịch khử khuẩn tay để sử dụng khi cần thiết. Trước khi ăn nên rửa sạch tay bằng xà phòng hoặc là dung dịch sát khuẩn. Trong khi ăn không nói to, không cười đùa, hạn chế di chuyển trong phòng ăn, giữ khoảng cách an toàn với người khác, bỏ rác đúng nơi quy định, rửa tay hoặc sát khuẩn tay trước khi ra về. Thứ hai, khi đi mua sắm thực phẩm, khi vào chợ hoặc siêu thị phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách an toàn với người khác. Trong quá trình lựa chọn thực phẩm cũng như khi thanh toán, sử dụng dụng cụ gắp kẹp thực phẩm chuyên dụng hoặc dùng găng tay để lựa chọn thực phẩm tươi sống không có bao gói sẵn, chọn thực phẩm tươi ngon còn hạn sử dụng, sát khuẩn tay sau khi rời khỏi chợ, siêu thị. Vệ sinh túi đựng giỏ sách, dụng cụ chứa đựng thực phẩm bằng xà phòng sau mỗi lần đi chợ. Thứ ba, sơ chế bảo quản thực phẩm sau khi mua về. Rau củ quả cần rửa sạch để ráo nước, gói thành nhiều phần, lượng đủ dùng cho một bữa ăn, bảo quản trong ngăn mát. Trứng rửa sạch để khô và cho vào bảo quản. Thịt cá, các sản phẩm động vật phải rửa sạch để ráo nước, bọc kín và bảo quản. Nếu để lâu phải bảo quản ở nhiệt độ đông lạnh, để riêng các loại thực phẩm khi vào bảo quản trong tủ lạnh. Khi rã đông thực phẩm thì nên để xuống ngăn mát, không nên để ra ngoài nhiệt độ thường quá lâu. Thứ tư, bảo đảm an toàn khi chế biến. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước và sau khi chế biến thức ăn. Sử dụng dao thớt, dụng cụ chứa đựng riêng để chế biến thực phẩm sống và thực phẩm chín. Nấu chín kỹ thực phẩm, không luộc trứng lòng đào. Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ khu bếp, tủ lạnh. Thứ năm là an toàn trong bữa ăn gia đình. Luôn rửa tay sạch trước khi ăn. Luôn ăn chín, uống nước đun sôi để nguội. Rau củ quả ăn sống phải rửa sạch, gọt vỏ trước khi ăn. Phải có thìa, muỗng để lấy thức ăn chung. Không dùng thìa, đũa, cá nhân để lấy thức ăn chung. Không dùng ly uống nước chung. Thứ sáu là an toàn thực phẩm cho người nếu có người cách ly tại gia đình. Người cách ly không được nấu ăn để phục vụ ăn uống cho người khác. Không ngồi ăn chung với các thành viên trong gia đình. Rửa sạch, tiệt trùng, bảo quản riêng các cái dụng cụ ăn uống của người đang cách ly. Trên đây là những kiến thức an toàn thực phẩm để phòng chống dịch bệnh. Mong rằng quý vị và các bạn cùng thực hiện để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Kính thưa quý vị và các bạn, nội dung đảm bảo an toàn thực phẩm phòng COVID-19 mà quý vị và các bạn vừa xem đã khép lại chương trình tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái, kính chào, tạm biệt.